Xin giới thiệu các bạn tiếp một cái phần bí quyết đầu tư chứng khoán hiệu quả, phần 17 là định nghĩa thế nào thị giá và giá trị. Thì các bạn biết đa phần chúng ta đầu tư chứng khoán lâu nay các bạn cứ nghĩ tới là tăng giảm cổ phiếu, nói giá, nhưng mà thực chất đó là chỉ nói về thị giá thôi. Còn cái chúng ta thu được là thị giá, nhưng thì chúng ta ít có nghĩ tới. Và đa số đó chính là nguyên nhân những nhà đầu tư thất bại là nhiều, còn thành công trên thị trường chứng khoán là ít. Tại vì các bạn cứ nghĩ tới thị giá, mà thị giá không phải là cái mang lại túi tiền cho các bạn, cho các nhà đầu tư. Giá trị mới chính là mang lại cái tiền và cái túi tiền làm giàu cho nhà đầu tư. Như vậy thì định nghĩa thị giá và giá thế nào, để tôi giải thích thêm cái phần này để hiểu rõ hơn, các bạn nắm rõ cái nội hàm của cái đầu tư chứng khoán, đầu tư giá trị, thì chúng ta mới mang được lại giá trị và tài khoản giá trị của tài khoản của chúng ta mới tăng lên. Định nghĩa thế nào là thị giá và giá trị thì tôi định nghĩa là thị giá là giá cổ phiếu hiện tại mà chúng ta đang mua. Đó. Giá cổ phiếu hiện tại tăng cao hay thấp là cái chúng ta đang mua. Đó. Còn giá trị là cái phần thứ hai, là cái chúng ta nhận được trong tương lai, hay nói khác hơn là cái chúng ta nhận được khi bán ra cổ phiếu. Đó. Trong tương lai có thể là một ngày, một giờ, hay là một tuần, một tháng, một năm, hay là 5 năm, hay là 10 năm, hay là mãi mãi. Cái đó là cái giá trị mà chúng ta mang lại cho chúng ta. Còn thị giá là giá hiện tại chúng ta mua. À, bây giờ tôi ví dụ chúng ta cứ nói trên thị trường hàng ngày đó, là những cái đó là vẽ đồ thị, phân tích kỹ thuật, dùng các thứ, là chúng ta chỉ nói đến thị giá thôi. À, và chúng ta nói chỉ đến nói đến một yếu tố duy nhất là mua cổ phiếu thôi, còn hoàn toàn không nói đến thị giá trị. Mà giá trị chính là yếu tố chúng ta bán cổ phiếu. Nhưng mà thực tế là các bạn hiện nay đầu tư trên thị trường, phần lớn nhà đầu tư là cứ bán cổ phiếu cũng dựa theo thị giá, mua cổ phiếu dựa theo thị giá, không biết thế nào là giá trị, thì hậu quả tất yếu là các bạn thua lỗ là phần lớn. Bởi vì chính vì do đó những người thành công trên thị trường thì rất ít, nhưng mà những người thua lỗ trên thị trường thì khá nhiều. Bây giờ tôi ví dụ một số cổ phiếu cụ thể các bạn thấy. Đấy, các bạn nhìn trên 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 màn hình sẽ thấy. Tôi ví dụ cổ phiếu HBC của công ty cổ phần xây dựng Hòa Bình năm 2016, nó giá nó dao động từ vùng 18 đến 24. À, cao lắm là 26, giá trung bình nó tính khoảng 24. Hai năm 2017 thì nó chạy tăng vọt lên, hiện nay nó đang dao động với giá vùng 50. Năm 2018 tôi dự đoán nó 80. Như vậy năm 2018 mình mua giá 24, là mình cân nhắc vùng 18, 20, 24, 26. Đó là thị giá của cổ phiếu Hòa Bình. Đó. Và trước đây tôi đã từng làm một cái clip về về mua cổ phiếu Hòa Bình từ giá 24 đến 26, vào khoảng tháng 11 năm 2018. Các bạn coi lại cái clip này trên này. Thì lúc đó là tôi phân tích về cái thị giá để cái điểm mua. Điểm giá. Nhưng mà cái giá trị của nó là tôi đã nhìn nhận ra, tôi đoán ra năm 2017 giá thị giá của nó tương ứng với cái phần cổ tức và cái lợi nhuận nó mang được, là tôi dự đoán cái thị giá của cổ phiếu Hòa Bình năm 2017 nó khoảng là 45, 40 đến 45, là trong cái bài phân tích tôi có nói. Các bạn coi lại cái bài năm 2011. Tháng 1 năm 2016, tháng 11. Đó. Thì bây giờ tôi lại tiếp tục dự đoán cái cổ phiếu Hòa Bình này năm 2018 nó khoảng 80.000. Thì cái giá mà 50.000 đồng này và 80.000 đồng này, cái này chính là cái giá trị mang lại. Giá trị mang lại năm 2016 tôi mua giá trung bình là 24 đến 26, thì bây giờ tôi bán ra là 50. Thì tôi cái giá trị mang lại cho tôi là 50, và tôi đã lời hơn gấp đôi. Nếu mà dùng margin nữa tôi đã lời gấp gần 3 4 lần. Đó. Mà nếu dùng tiền mặt 100% thì tôi đã lời gấp đôi. Hiện nay giá dao động 50, 51, 48, 50 ở Hòa Bình. Và tương lai đến 2018 có thể nó sẽ tăng lên 80. Và đó tôi dự đoán cái thị giá nó vậy.
Thì 80 này có thể là gồm cả cổ tức và cả những cái khoản khác, cả cổ tức và cả những tăng giá và cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu bằng tiền mặt. Vân vân, cái đó là cái. Như vậy thì cái 50 và 80 là cái giá trị tôi nhận được, giá trị tôi nhận được. Đó. Thì tương tự đối với cổ phiếu HCM này, hiện nay năm 2016 nó chỉ dao động từ 26 đến 27, 28, 29 là cao nhất. Giá trung bình 2016 nó khoảng 27 mấy. Đó. Thì lúc đó nhà đầu tư mua và nhiều người khác mua vùng đó. Thì hiện nay giá là đã 31. Thì cái giá trị người ta mua vào cách đây mấy tháng rồi, 2 tháng rồi. Thì mua 27, 28 thì bây giờ hiện nay đã nhận được 31. Thì cái giá trị người ta nhận được đó là cái đó. Còn hiện nay nếu mình đứng hiện nay mình nói cái thị giá hiện nay của HBCM nó là công ty chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh nó là 31.000, thì tôi dự đoán năm 2017 2018 nó sẽ lên 50.000. Thì tôi đánh giá của nó, giá trị của cổ phiếu này năm 2018 gồm cả cổ tức và tăng giá của cổ phiếu, tăng giá của thị giá thì nó lên 18, nghĩa là cái giá trị tôi thu được năm 2018 đối với một cổ phiếu này 50.000, hiện nay tôi bỏ ra 31.000 đồng tôi mua. À, thì cái lợi nhuận nếu tôi dùng margin 1:1 nữa thì nó tăng lên thành rất là nhiều, thành 20.000 nhân đôi thành 40.000. Đó. Thì đó là cái dự đoán tôi giá trị. Bây giờ cái tương đương cổ phiếu Vinamilk năm 2016 nó khoảng 115.000 trung bình, năm 2017 trung bình hiện nay nó khoảng 130.000, và tôi dự đoán 2018 của nó cái giá trị của nó khoảng 160.000. Hay cổ phiếu CDO của công ty xây lắp thiết kế xây dựng CDO năm 2016 của nó là 35.000. Hiện tại nó 2017 nó dao động từ 3.000, 4.000, 5.000, giá trung bình tôi tính nó tạm thời nó khoảng 3.500. Hay gì đó. Hay đây, bây giờ năm 2018 tôi dự đoán nó trung bình giá trị của nó khoảng 5.000. Thì đó là cái này là cái giá trị. Năm 2016 bạn nào bỏ tiền ra mua một cổ phiếu CDO thì gần như cái giá trị hiện nay mang lại là lỗ. Và dự kiến 2018 có thể tăng lên. Đó là theo dự đoán của cá nhân của tôi. Còn một số người đầu tư họ dự đoán khác, họ phân tích dùng công cụ phân tích đánh giá dự đoán thế nào, thông tin cơ bản hay là phân tích kỹ thuật hay là phân tích vĩ mô đánh giá ngành nghề làm ăn, tất cả những cái đó là tùy mỗi người thành dự đoán và họ dự đoán làm sao cái giá trị trong tương lai họ đạt được bao nhiêu là đó cái đó. Như vậy thì trên thị trường chứng khoán hiện nay hơn thua nhau, thắng thua nhau trên thị trường là cái dự đoán được cái giá giá trong tương lai, là cái thị giá trong tương lai, đoán được cái thị giá trong cái giá trị trong tương lai, à cái giá trị các bạn đoán được trong tương lai. Còn mua hiện tại, mua hiện tại thì những người dùng điểm mua thấp, điểm mua cao, dùng đồ thị phân tích kỹ thuật hay là dùng là vẽ chart hay là dùng phân tích cơ bản tin tức tin xấu ra để mua giá thấp, hay cái đó chỉ là thị giá để mua thôi. Đó. Thì bây giờ thành công trên thị trường chứng khoán có rất những người thành công rất là giống Warren Buffett, thì ông dự đoán cái giá tương lai này rất là giỏi. Đó. Và những người trên thế giới hiện nay rất nhiều người đầu tư, những cái quỹ đầu tư họ dự đoán cái giá tương lai cũng rất là chính xác. Ở đây là tôi nói đầu tư theo phương pháp giá trị. Như vậy thì các bạn muốn đầu tư thành công trên thị trường chứng khoán phải tập phân tích và đánh giá cái giá trị tương lai, giá trị mà chúng ta nhận được sau 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm hoặc là mãi mãi. Tôi ví dụ cái cổ phiếu Vinamilk này năm 2016 qua năm 2006 lên sàn tháng 11 năm 2006 lên ngàn, giá chỉ có 65.000. Và tới bây giờ nếu các bạn nào mua một cổ phiếu lúc đó thì bây giờ tới hiện nay nó đã tăng 30 mấy lần. Đó. Và không ai đoán đúng hết cái giá trị tương lai sau 10 năm, 11 năm, từ 2016 đến 2017, 11 năm nó tăng 32 lần giá trị. Hoàn toàn trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Gần 1 phẩy triệu 6 cái tài khoản là khoảng khoảng hơn hơn 1 triệu người người đầu tư, thì gần như là những người đoán được cổ phiếu Vinamilk tăng ba mươi mấy lần sau 10 năm như hiện nay thì hoàn toàn là không.
không không ai đoán được. Nếu đoán được thì người ta đã giàu hết rồi. Nhưng mà sẽ có những người đoán gần đúng, có những người họ họ đoán đoán gần đúng và họ phân tích gần đúng do cái ngành nghề làm ăn nó đánh giá vào những con người lãnh đạo đó, rồi cái lợi thế cái ngành nghề, rồi vi mô phát triển rất như thế. Đó là những cái giá trị mà rất là to lớn, mà các bạn nào giỏi trên thị trường chứng khoán thì có một cách duy nhất để thành công, đó là xác định cho được giá trị cổ phiếu trong tương lai. Hiện nay tôi vừa rồi tôi có làm một cái clip, các bạn coi lại, có rất nhiều cái clip của tôi đã nhận định cái giá nó rất chính xác, giống như cổ phiếu Hòa Bình. Tôi mua giá 25, 24, 26, và lúc giá 25 tôi đã có làm cái clip đưa lên trên trên kênh này. Các bạn coi lại thì tôi dự đoán giá tương lai nó cũng rất chính xác, 40 đến đến 45 trong cái vùng là đại hội cổ đông năm nay, khoảng tháng 4 năm nay. Nhưng mà tới giờ này nó đã đi vượt cái dự đoán của tôi luôn. Đó. Hay gần cổ phiếu thằng HCM thì hiện nay tôi mới làm một cái clip tuần rồi, tôi dự đoán giá vùng 30, 31 là vùng mua vào rất là lý tưởng. Tôi dự đoán trong 3 tháng tới nó sẽ tăng lên khoảng vùng 40, và nếu nó sẽ biến động 40 đến 45, thậm chí trường hợp tốt nhất trong năm 2017 này nó có thể vùng giá 50 luôn. Nhưng mà sang 2018 thì tôi dự đoán nó vẫn quanh vùng 50 trở lại. Nhiều những cái cơ sở dữ liệu, các bạn coi lại cái clip cổ phiếu HCM tôi làm cách đây một tuần. Thì đó là những cái cổ phiếu mà tôi phân tích, tôi dự đoán những có cái cơ sở, thì các bạn nghiên cứu áp dụng những cái data dữ liệu trên cả PF, Vietstock và một số dữ liệu, các bạn mua rất nhiều dữ liệu để các bạn phân tích dự đoán giá trị trong tương lai của nó 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm và mãi mãi. Trường hợp nếu một cổ phiếu tốt giống như Vinamilk, tôi khuyên các bạn có tiền nhàn rỗi đầu tư mãi mãi của nó. Tại vì tất cả những biến động cổ phiếu Vinamilk hiện nay, các bạn đi làm ở trên núi đâu, các bạn nghe radio đài các bạn cũng 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 thường biết, tại vì nó là cái ngành cổ phiếu rất là nổi trên trên thị trường rồi. Các bạn không yên tâm, rồi không sợ nó là giảm sàn cháy hết tài khoản gì hết, tất cả đều có bảo, công ty lớn quy mô kiểu này người ta đã có bảo hiểm hết rồi. À, thì các bạn không nhìn tới bảng điện chứng khoán trong vòng 3 tháng, 6 tháng các bạn bỏ vào cổ phiếu Vinamilk thì cũng an toàn, nếu với dòng tiền mặt của mình không không đáng ngại. Tôi không khuyến nghị các bạn dùng margin mà bỏ nó đi làm chuyện khác không quan tâm đến bảng điện.